toàn bộ kế hoạch quản lý của ta. Một kế hoạch quản lý 6.000 năm gồm có 3 giai đoạn hoặc 3 thời đại như sau. Thời đại luật pháp của buổi sơ khai, thời đại ân điển và thời đại vương quốc của thời kỳ sau rốt. Công tác của ta ở 3 thời đại này khác nhau về nội dung theo bản chất của mỗi thời đại, nhưng ở mỗi giai đoạn, công tác này đều phù hợp với nhu cầu của con người. Hay nói chính xác hơn là được thực hiện để chống lại những mưu trò Satan bày ra trong cuộc chiến mà ta đang giao đấu với nó. Mục đích công tác của ta là để đánh bại Satan, để biểu lộ sự khôn ngoan và sự toàn năng của ta, để phơi bày hết các mưu trước của Satan và nhờ đó để cứu rỗi toàn nhân loại đang sống dưới quyền của Satan. Nó là để cho thấy sự khôn ngoan và sự toàn năng của ta và để tỏ lộ sự ghê tởm không thể chịu nổi của Satan, thậm chí còn hơn thế nữa. Là để cho các loài thọ tạo phân biệt được thiện và ác, biết được rằng ta là đấng thống trị của vạn vật, thấy rõ được rằng Satan là kẻ thù của nhân loại, một kẻ suy đồi, một kẻ tà ác. Và để cho họ nhận ra được với sự chắc chắn tuyệt đối sự khác biệt giữa thiện và ác, giữa lẽ thật và sự giả dối, giữa thánh thiện và rác rưởi, giữa những gì cao quý và những gì thấp hèn. Như thế, loài người mê muội sẽ trở nên có thể làm chứng cho ta rằng không phải ta làm sa ngã loài người, và chỉ có ta, đấng tạo hóa, mới có thể cứu rỗi được loài người, mới có thể ban cho con người những thứ họ có thể thụ hưởng. Và họ sẽ dần biết được rằng ta là đấng thống trị của vạn vật, còn Satan chỉ là một trong những loài ta tạo ra và rồi đã chống lại ta. Kế hoạch quản lý 6.000 năm của ta được chia làm 3 giai đoạn. Và ta làm như thế để đạt được kết quả là khiến các loài thọ tạo có thể làm chứng cho ta, hiểu được ý muốn của ta và biết được ta là lẽ thật. Như vậy, trong công tác sơ khởi của kế hoạch quản lý 6.000 năm của ta, ta đã thực hiện công tác về luật pháp, tức là công tác mà Đức Giê-hô-va đã dẫn dắt dân chúng. Giai đoạn thứ hai mở ra công tác của thời đại ân điển tại các làng xứ Giu-đê. Giê-xu đại diện cho mọi công tác của thời đại ân điển. Ngài được nhập thể vào xác thịt, chịu đóng đinh trên thập tự giá, và Ngài cũng bắt đầu thời đại ân điển. Ngài chịu đóng đinh để hoàn thành công tác cứu chuộc, để kết thúc thời đại luật pháp và mở ra thời đại ân điển. Vì thế, Ngài được gọi là đấng chỉ huy tối cao, là của lễ chuộc tội và là đấng cứu chuộc. Do vậy, công tác của Giê-xu khác với Đức Giê-hô-va về nội dung, mặc dù về nguyên tắc thì giống nhau. Đức Giê-hô-va bắt đầu thời đại luật pháp, tạo lập nền tảng, điểm khởi nguồn cho công tác của Đức Chúa Trời ở trần thế và ban hành các luật lệ cùng điều răn. Đây là hai phần của công tác mà Ngài đã thực hiện, và chúng đại diện cho thời đại luật pháp. Công tác Giê-xu đã làm trong thời đại ân điển không phải là ban hành các luật lệ, mà là thực hiện chúng. Do đó, mở ra thời đại ân điển và khép lại thời đại luật pháp đã tồn tại 2.000 năm. Ngài là người tiên phong, đến để khai mở thời đại ân điển. Nhưng phần công tác chính của Ngài lại nằm ở việc cứu chuộc. Và vì thế,
công tác của Ngài cũng có hai phần: mở ra một thời đại mới và hoàn tất công tác cứu chuộc thông qua việc Ngài chịu đóng đinh trên thập tự giá, mà sau đó Ngài đã rời đi. Và từ đây, thời đại luật pháp đã khép lại và thời đại ân điển mở ra.